Nãy mình đang nói tới cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon không? Lây dây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong, lâm qua đại hội thưởng công, đặc truyền thiên giáo tức là thiên tâm đạo mình á. Mẹ mong con về chính thiên bài kệ cơ trời. Chính thiên là bài nãy thuộc ca. Đã bài đó xây chuyển trái đất này của thời đại á. Lời vàng mẹ dạy, con ơi nhớ lời. Có nghĩa là mẹ nói một cái bài thơ rất là ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, là đạo thiên tâm sẽ làm cho chúng ta không còn mê muội với những lời sư phụ nói. Và cuộc đời của sư phụ làm triệu phú, từ lúc nghèo tới triệu phú, cũng không có mê trần, để mà làm gương cho tất cả những con của mẹ để sau này được đi về. Chứ hồi nãy mình đang dễ bà ngoại thì giữ con thì cứ lo mở tiệm nail, phát triển tiệm nail, mở cho đã, ngửi chất hóa học cho đã, rồi đến lúc mà có tiền vài triệu trong băng rồi lấy tờ giấy ra, là giống như cái bà triệu phú mà có máy bay, có cung vàng điện ngọc mà không được hưởng đó, có ở trên cái giường bệnh trong nhà thương đó. Thì chúng ta muốn cái nào thì khi còn thân người, còn đi đứng được, còn nghe những lời của thiện trí thức nói, thì gán mà thay đổi thôi, đó gọi là sàng lọc á. Nếu nghe mà không quay, không xoay chuyển thì cũng như không. Nhờ một số ở Việt Nam hôm nay xoay chuyển, tại vì nếu không xoay chuyển, không có đạo thiên tâm, không có những đức thầy là nguồn hy vọng lớn nhất của nước Việt bây giờ, đúng không? Sư phụ là người thứ nhì, nhưng mà sư phụ là Phật, ngài phải xuất hiện. Thì đó là tất cả dân tộc mình đang chờ Đức Quỳnh Phú Sổ xuất hiện. Đó là miền Nam, là ai cũng đều biết hết. Miền Nam 50 triệu người, cả những đạo Phật, đạo Hòa Hảo, đạo ông đạo Cao Đài. Nhưng mà con nghĩ ngoài Bắc có bao nhiêu người biết chuyện này? Họ là một số lượng đông á, cho nên họ cũng sẽ có cái nghiệp. Khi mà Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa đó, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh, nó thua ở ngoài kia, nó quay súng vô, nó bắn vài trái vô Hà Nội thôi. Họ nghĩ nhiều người ở ngoài đó bị chết. Họ cũng là người Việt thôi, tại bây giờ họ vô Minh, họ không có biết. Họ đang nghĩ sư phụ là phản động, nói những lời ma mị gì đó, ảo. Mà trong khi mình thấy họ giống như zombie, mình thấy họ ảo, mình tội nghiệp, mình lên đây mình giải thích. Mà càng giải thích chừng nào họ càng nói mình ảo chừng đó. Đi mẹ mày tối ngày không. Nhưng mà trong số đó có một số người Bắc người ta hiểu nghe. Sư phụ có rất là đông người Bắc họ là đệ tử sư phụ. Sư phụ có nói hết. Nhưng mà cái số đó rất là hiếm, ít so với miền Nam. Nên cuối cùng miền Nam là thánh nhân, chứ không phải là nói lưu lót mà là thánh nhân đâu, chỉ là danh nhân thôi. Miền Trung thành ra dĩ nhân, họ có ý chí quật cường tranh đấu. Miền Nam thì hề nhưng mà thánh nhân, tại tâm Bồ Tát là thánh nhân. Trong những ngày kế tiếp, từ lúc mà thi Tết tới giờ, cơ trời xoay chuyển mỗi một tháng, chỉ bữa giờ mới còn tháng mấy tháng thôi, con thấy cơ trời đi dễ sợ. Bữa nay có chuyện lạ, mấy cô chiêu đại viên là đâu có cần thiết phải làm vậy. Bây giờ con có thấy chiêu đại viên của quốc tế, của Mỹ, của nước khác có ai làm vậy không? Không, đúng không? À, chuyện đó ai làm, đó là một đời, một sự nghiệp, là người ta là người gọi là mê gà mà, danh giá cao sang, người ta đâu có làm vậy. Chỉ vì quốc gia mình nghèo quá đó thôi. Họ cũng cần có thân nhân cha mẹ để nuôi. Trên mấy cô đó là tiên sáng trần không đó.
mà dán suốt kỳ này không giữ tâm, cho nên dán cái là ít nhất cũng gục xương hay là tử hình hay cũng 20 năm á, có mấy chai kem bỏ ấp phiện vô thôi à, đâu có nhiều đâu. Một năm này ở Mỹ nó xả ấp phiện khoảng 20 tỷ, còn cảnh sát hay FBI hay là CIA nó bắt chỉ là bắt giống như quota, bắt chỉ có lợi thôi. Nó là một cái nguồn máy của cái xã hội này, lâu lâu nó bắt rồi nó lấy cái đó rồi từ nó chế thuốc, chế thuốc gì trong nhà thương rồi đó, thì cái đó cũng là một cái nguồn máy giữa gene and gene. Để mấy con hiểu, một năm đó, nước Mỹ này nè mà không có đó, dân Mỹ nổi loạn á. À, thấy nước Mỹ nó spoil rồi không? Nếu mà tử hình tất cả nước Mỹ này cũng bị tử hình sao? Chỉ Việt Nam nó làm những cái chuyện giống như cái đó là một cái người ta làm sai một lần, không có hẳn là người ta là người xấu. Còn những cái người xấu á là những cái thằng mà hôm nay á, con cháu ma quỷ á, người ta tu tập, người ta thờ cha thờ mẹ, người ta đọc kinh mà nó vô nó đập bàn thờ và nó bắt người ta, đó là ma quỷ, đó là người xấu. Ai bắt nó? Chỉ có quỷ không bắt quỷ thôi. Còn những người nào thấy những cái hành động mà phản lợi với chủ quyền của mình, ông bà của mình, phản lợi với Phật mà vẫn đứng im lặng để cho những cái thằng lon con lóc cóc đó mà làm, thì những người đó cũng là ma quỷ chúa đó. Cùng nói có và đù cùng một lúc để ông Vinh Dương trị ma quỷ luôn, mà Vinh Dương thì không có trị, cho tiêu xác tiêu hồn. Cho nên con họ Thiên bên Việt Nam mà hôm nay có bị cái nạn đó, vô nó vô nhà nó lấy hình cha hình mẹ, chó lấy cha mẹ trong tâm của mình, đến giờ chót rồi nó phải làm cái gì để nó hả giận. Cứ xưa nay từ bữa Tết giờ lúc mà có cái phòng này, mỗi tuần Hồ ngồi đây nói chuyện, nên sau bữa nay là tự thì ngày lễ 16 tháng 3 lễ khai đạo Thiên Tâm 6 năm thì Hồ ra bữa nay, chứ bắt đầu từ sau rồi chắc không rồi đó. Cứ bữa nào ở trên cho ra thì Hồ ra, trên chỉ nói con giữ gìn sức khỏe và đồng thời phải thận trọng vì càng ngày nó càng nguy hiểm. Ủa thưa phụ, có gì ở đâu tìm ra Thiên Tử thứ nhì vậy không? Đức Thầy là Phật, xác của Đức Thầy lúc đó chỉ bị mất tích nha, cho nên về người Hòa Hảo chỉ thờ cái trần già thôi, cái ngày nào cũng mất đâu. Chắc lúc đó đi kiếm mấy Thiên Tử giả. Đây nó có 10 thằng giả này, thì có giả nhiều thì con nghĩ sự nguy hiểm của cho nhiều không? Quá trời nhiều thằng Thiên Tử: Trần Quang Đại, Cao Đức Toàn, ông Kiều Quang Toàn là quá trời luôn á, tùm lum của tụi nó dựng lên. Ông Trần Dần rồi nó dựng lên trước hết, tại nó đọc sấm cơ Đức Thầy là nó rành hàng trăm năm nay. Thì nó làm những cái cây dù đó, khi mà họ thất thế đó, họ dùng những cây dù đó để mà họ tiếp tục nắm quyền hành và đồng thời không có bị giống như là dễ the mà che mắt trời á. Họ nghĩ là không bao giờ có, tại từ nhỏ họ lớn lên là ở chế độ vô thần, một cái thể chế là di vật, họ không tin thần thánh đúng không, nhưng mà họ biết lòng dân tin thì họ làm không đóng giả vậy đó. Cuối cùng con nghĩ đồ giả đồ thiệt, con có phát hiện không? Chỉ có mấy đứa ngu á vô tiệm vàng mua đồ giả mới trả tiền thiệt, chứ con vàng giả vàng thiệt á nó nặng hơn đúng không? Giờ con đốt lửa kiểu nào con càng đốt nó càng sáng, con có hiểu ý không? À thì Thiên Tử giả Thiên Tử thiệt ở ngoài đời nó cũng vậy. Hồi lúc mà họ lập ra cái này mấy chục năm, không còn mấy cái kênh của Thiên Tử giả là trước khi sư phụ ra đời á, trước khi năm 2018 luôn á, họ đã có từ năm 90, thập niên 90 là họ có rồi. Long Hoa Mật Tạng hay là
ông Trần Đại Quang cái Nam Cơ Lý, ông nói chú chúa được không, là Sinh Minh Dương Phù Động là gì gì đó, con nghĩ thử ghê không. Thì thế này vị trên mới nói là họ không coi thần thánh ra gì thì họ mới tạo ra một đống giả. Họ có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất, họ làm cho những đứa trẻ mà Việt Nam mà sư phụ đang thương nó, để cho nó đừng có bị nhồi sọ đó, vì nó coi mấy thằng giả này giống như hề rồi, khỉ rồi. Đến lúc mà sư phụ thiệt á thì họ cũng coi sư phụ là giống như vậy. Thì cái lợi thứ nhất là ban tiên giáo có lợi, là làm cho mấy đứa nhỏ không tin sư phụ, tại nó đã nghe mấy ông đó nói nhảm nhiều rồi đúng không. Cái thứ hai, sau này mà lỡ như tôi có chạy có cờ, tôi có mấy thiên tử giả này cứu tôi, cứu nó cũng là việc cộng mà, con hiểu không? Thì cho nên cả hai họ phải lập cho những cái thằng giả. Cho nên hồi xưa những cái đức thầy giả thì cũng có trên 10 người, Phật Di Lạc giả là khoảng 30 người. Giờ trên mạng con bấm lên trời quá trời Phật Di Lạc. Cái đó mình nói về phần Việt Nam mình thôi, con vô ở Mỹ á, Chúa Giêsu á, mấy người Mỹ nó giả quá trời luôn á. Thằng nào nó cũng nói Chúa Giêsu, mỗi lần tiếng Mỹ nó nói tại Mỹ tự do hơn, lên nó tùm lum hết. Chỉ tiên tính kiệt này á, đầu thai làm người Việt Nam mà cộng lại sống ở cái thời đại này, rồi bị cộng đồng, bị mấy ông thầy, bị mấy chùa, bị mấy Phật tử, rồi bị ban tiên giáo Việt Nam, tức là cộng sản nữa, nó dùi dập cho phụ, mà còn hôm nay có tiếng nói á, là không phải chuyện cũng là khó gặp. Nhưng mà ở một quốc gia tự do, rồi có một cái người hướng thiệt tiên tri để cứu trái đất này, để mà đưa nhân loại vào một cái thời đại bớt cái chết chóc, không có quân nguyên tử, và có một cái đạo mới, và tương lai cái mọi chuyện á, con người của mình có sự công bằng, thì họ phải trân trọng đúng không? Chứ thức thiệt mà đâu phải là như giả như họ nghĩ. Vậy mà vẫn không có nổi tiếng vậy chứ. Chỉ có mấy con có phước mới ngồi đây mới nghe. Chứ ngoài kia hiện giờ dưới lầu thôi, con kêu lên đây nó lên đây nó chửi liền. Với người Việt Nam mình thôi. Là vì người Việt Nam là cái người hộ thương nhất, vì họ có lỗi phạm thượng với hộ nhiều nhất, mà cũng là người hộ thương nhất. Cha nói bữa mấy vị trên ngày hôm kia, con mới thương họ. Còn người Mỹ, họ không biết, họ lơ, nhưng họ không có phạm thượng, họ không có chửi cha, họ không có chửi giáo hội, đúng không? Họ không có làm gì hết, họ chỉ cờ lơ thôi, không tin thôi. Giống như mấy ngày hôm qua đó, mình muốn cho nó cái ấn tượng để mà nó đi về Mỹ, để nó nhớ, tại nó có vợ nó người Việt Nam. Thì nói, ơi, tao là Chúa Giêsu Tái Lâm, để mà nói vậy, để mà đánh vô cái đầu cho nó, cái nhã cho nó, cái anh cũng nín nín. Nhưng mà ít nhiều lịch sự nó hồng và nó cười cười nín nín là cũng được rồi. Nhưng mà sau này á, nó không bao giờ nó ngờ cái duyên đó sẽ làm cho nó giật mình, nó có thể độ được nóng mễ. Tao gặp nó rồi, bữa nó tao không tin bữa nay thiệt. Chứ Mỹ mà qua cái chân đi cờ bự giống như voi vậy đó. Nhưng mà cái người Việt Nam là cái người phạm thượng với cha nhiều nhất đó mà. Người Việt Nam mình á, nghe lời mấy ông thầy Quốc Danh, nhất là ông thầy Phước Tiến, là Nhật Từ, chửi đức thầy quá trời đúng không? Chửi cha, chửi mẹ nữa. Mà má ông hiện giờ cũng hiên nhiên bệnh á. Ngày nào cũng ra clip mất, cũng clip mới cả đóng mấy chục nghìn Phật tử vô coi á. Thiên đàng hữu lộ vô nhân dẫn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Đó là chỗ đó. Thì năm loại mà sư phụ nói là mình độ không được, trong đó có mấy Phật tử cờ gà giống như gà xây cửa mã.